Vâng, xưởng tượng gỗ Nguyễn Hồng bên em xin gửi chào anh chị. Vâng ạ, chào mừng anh chị đã đến với buổi quay video của xưởng tượng gỗ Nguyễn Hồng bên em. Và trong buổi video này, em đưa lên một tác phẩm cụ Trường Mi La Hán được bên em chế tác trên một phôi gỗ gốc cây, gỗ hương ta Gia Lai chị nhá. Đây là một phôi gỗ lúc ban đầu nặng tới 1 tạ 50 kg và thành phẩm rồi. Vâng ạ, và tác phẩm này vẫn còn nặng 83 kg anh chị nhá. Và em chia sẻ chiều cao kích thước của tác phẩm này. Tác phẩm này của bên em có chiều cao là 1m03, chiều ngang 65 và chiều sâu là 55. Và bên em đang giao lưu tác phẩm này cùng với tất cả quý anh chị là 22 triệu đồng. Và bên em bao vận cho anh chị toàn quốc anh chị nhá. Và em sẽ di chuyển máy quay lại gần, vâng ạ, đi sổ tác phẩm để giới thiệu với anh chị chi tiết hơn tác phẩm này nhá. Và trung tâm của tác phẩm này đó là cụ Trường Mi La Hán, vâng ạ, cụ đang ngồi trên những cái phiến đá này. Và cụ đang ngồi với một tế rất là ung dung. Và chắc là cụ đang ngồi nghỉ ở trên phiến đá đây. Và cạnh cụ là có một chú nghê xù. Và chú nghê xù rất là đẹp đấy nhá. Và hơn nữa là tác phẩm này bên em còn làm thêm một củ nhân sâm, vâng ạ, củ nhân sâm nghìn năm tuổi đây, rất là đẹp, có cả hoa này, cả lá và cả củ, và phô ra những bộ rễ rất là đẹp đấy nhá. Em di chuyển máy quay lại gần hơn nữa để cho anh chị thưởng lãm trai, vâng ạ, diện mặt của cụ ấy nhá. Diện mặt của cụ thì tâm điểm của khuôn mặt của cụ là bộ lông mi, vâng ạ, rất là dài luôn, dài thướt tha. Bên em đục tơi từng sợi này, vâng ạ, bộ lông mi rất là dài. Và từ khóe mắt, sống mũi, miệng của cụ cũng được nghệ nhân em chặt tỉa rất là đẹp nhá, rất là đẹp luôn. Tai cụ phải rất tuyệt vời. Và như anh chị cũng đã biết, cụ Trường Mi thì khi về già tóc của cụ thì rụng hết này, nhưng mà vẫn giữ được lại cái bộ lông mi rất là đẹp nhá. Và một trên một chất liệu nền gỗ là gỗ hương ta Gia Lai, vâng ạ, một phôi gỗ rất là già và phô ra những đường vân rất là đẹp. Và như anh chị nhìn thẳng thường lãm trai này, những cái điểm vân chun sụn này, vâng, rất tuyệt vời luôn nhá. Và bên em đang giao lưu tác phẩm này cùng với tất cả quý anh chị chỉ có 22 triệu đồng. Và bên em bao vận cho anh chị toàn quốc này. Và hơn nữa, tay của cụ thì đang cầm một cây gậy phương trượng nhá. Và cây phương trượng này bên em cũng đã chặt tỉa từng cái mấu mắt này, và như là một cây gậy thật luôn, rất tuyệt vời. Và từng khóe khe ngón tay này, vâng ạ, móng tay cũng được nghệ nhân làm rất là kỹ lưỡng luôn. Tà áo rất là mềm mại, sắc nét uyển chuyển này chị nhá. Và tác phẩm này nặng tới 83 kg, vâng ạ. Và bên em giao lưu với anh chị chỉ có 22 triệu đồng. Và bên em bao vận cho anh chị toàn quốc này. Và em lại di chuyển máy quay xuống phần dưới một chút. Đó là một chú nghê, vâng ạ, đầu là một chú lân và chân là chân của một chú chó nhá, rất là đẹp, canh giữ nhà cửa cho gia đình nhà mình, chiêu hút tài lộc, vâng ạ, xua đi những cái âm khí, mang lại những cái vượng khí, mang lại cho gia đình nhà mình nhiều may mắn nhá. Và ý nghĩa phong thủy của tác phẩm này, vâng ạ, cụ là một vị Phật, vâng ạ, chữa trị bệnh tật cho mọi người, mang lại tâm hồn, vâng ạ, thanh thản cho mọi người nhá, rất là đẹp luôn. Và phần bên dưới này thì bên em còn làm thêm một cây nấm linh chi tượng trưng cho sức khỏe và sự trường thọ nữa. Và phần dưới này là cung viên ngọc phô ra cái điểm vân chun sụn này, vâng ạ, chị tưởng lãm trai này, vân chun sụn rất là đẹp nhá, rất là có giá trị của tác phẩm này. Đây là một tác phẩm trên một phôi gỗ gốc cây. Và em di chuyển máy quay ra xa để em di chuyển tác phẩm về phía mặt sau để cho anh chị tưởng lãm nhá. Và đây là một đây là phía đằng sau của tác phẩm anh chị ạ. Và phần cây nhân sâm này, vâng ạ, phô ra những bộ rễ rất là đẹp nhá, rất là đẹp luôn. Và phần dưới này bên em cũng đã phay. Và đây là một tác phẩm của phôi gỗ gốc cây, em đã phay ra rất là đẹp, có chiều cao là 1m03, chiều ngang là 65 và chiều sâu là 55 anh nhá. Và chỉ có 22 triệu đồng thôi là anh chị đã sở hữu được một tác phẩm cụ Trường Mi La Hán này, vâng ạ, rất tuyệt vời. Và anh chị cân đối cho em trai phòng nhà mình này, hoặc là chỗ đẻ nhá, và đặc biệt là tài chính, cũng nên sở hữu một tác phẩm này về với gia đình nhà mình, mang lại cho gia đình nhà mình nhiều may mắn này, vâng ạ, chữa trị bệnh tật này, và mang lại cho gia đình nhà mình những hạnh phúc. Và em lại di chuyển lại máy quay một lần nữa để cho anh chị thưởng lãm tác phẩm này được không ạ? Vâng ạ, phần trên ngực của cụ là phô ra những cái xương, bộ xương nhá, vâng ạ, cụ rất là gầy gò luôn. Đấy, tà áo em đục kinh từng lớp này. Đấy, kinh từng lớp luôn, rất là sắc nét và mềm mại luôn ạ. Đấy. Và thưởng lãm trai lên diện mặt của cụ này. Đấy. Mắt của cụ bên em làm như là mắt thật đấy nhá, như là mắt thật luôn, nhìn rất là có chiều sâu. Đấy, và bên em giao lưu tác phẩm này với anh chị là 22 triệu đồng và bên em bao vận cho anh chị toàn quốc này. Và phần bên cạnh này là một cây củ nhân sâm, vâng ạ, trường thọ. Đấy, trường thọ luôn. Đấy, mong muốn cho gia đình nhà mình sức khỏe và sự trường thọ chị nhá. Và chỉ có 22 triệu đồng là anh chị đã sở hữu được một tác phẩm rất là tuyệt vời của bên em trên một phôi gỗ gốc cây, gỗ hương ta Gia Lai nhá. Và anh chị mà quan tâm tác phẩm này, vâng ạ, hay là mong muốn sở hữu cho gia đình nhà mình một tác phẩm tuyệt vời như này của bên em, thì có thể liên hệ qua số hotline của bên em 0987336318 này, và 0966336318 chị nhá. Và xưởng tượng gỗ đồng bên em nằm trên quốc lộ 38, làng nghề nổi tiếng Đông Giao, Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương. Và anh chị mà có dịp đi qua xưởng của bên em hay là gần xưởng bên em thì cũng kính mời anh chị đến tận xưởng của bên em, vâng ạ, thưởng lãm và giao lưu của em trai rất là nhiều tác phẩm được nghệ nhân bên em có bàn tay khéo léo chế tác lên đây nhá. Và anh chị đừng quên
Vâng ạ, kết bạn Zalo này, theo dõi fanpage Facebook và đăng ký kênh YouTube Xưởng Tượng Gỗ Nghìn Hồng bên em. Ấn vào hình quả chuông để cập nhật những cái tác phẩm mới nhất của bên em nhé. Em xin phép kết thúc video tại đây. Hẹn lại chị ở một video tiếp theo của bên em ạ.